Một tiệm gà đầy bất ngờ đến từ một thương hiệu gà rán chuẩn Hàn Quốc, nơi mà nổi tiếng với những đĩa gà đầy sắc màu siêu to khổng lồ. Ngồi ở tầng 2 nhá, mỗi bàn có một chiếc tivi riêng biệt luôn. Dốc nhất là ở trên tầng 3 vẫn là nơi ngồi ăn nhưng mà lại có nguyên một khu vui chơi thế này luôn. Bật mì này gấu ở đây cực kỳ dễ gắp, mình gắp 2 xu là đã trúng luôn rồi. Đây là quán Hulala ở khu ngoại giao đoàn nhá. Chả là dạo này thì các bạn trẻ hay đi check in ở khu đại sứ quán Hàn Quốc ở ngoại giao đoàn. Mình và Tú Anh hôm nay rủ nhau đến đây chơi tí thôi. Tự nhiên đang đi thấy quen, hóa ra là quán Hulala đã từng review trên kênh một lần này. Cơ sở 2 này vừa bước vào thấy một cái đèn chùm to ạch và có tận 3 tầng lận. Nhìn ngoài ban đầu còn hơi khó nhận ra vì nó cứ giống quán karaoke ấy, nhưng mà bên trong không gian mê mẩn luôn. Chỗ này mấy hôm mà có bóng đá thì đúng là hết nấc rồi. Menu các set gà to ạch này có giá 300-400 cành gì đó, mình thấy cực kỳ xứng đáng. Định lượng rất là nhiều bởi vì điểm trừ ở quán này chính là đi ít người thì khó mà thử được nhiều món đấy. Quay đến đây mới thấy người Hàn ăn cái pizza salad bò này hay cực, người ta cứ cuốn vào thế này này. Sự kết hợp tưởng lạ mà rất là hợp dơ nha. Set này thì lần trước mình có gọi rồi đấy, 380 cành mà đầy đủ cả gà sốt, gà chiên, hai loại burger, khoai tây và salad. Thích nhất là có cái sốt dâu này, có thể ăn cùng với cả burger gà. Với những loại gà để nửa hoặc nguyên con thế này thì sẽ là gà có xương, còn mấy cái gà sốt ở đây ấy, thường là gà không xương và là phần má đùi nhá. À, nước lọc và bánh mì bơ tỏi ở đây thì ăn free thoải mái luôn, nhưng cũng có một số món đã có sẵn bánh mì bơ tỏi, ví dụ như là cái tteokbokki rose này, phần này cũng có sẵn cả gà và mình khen ngon nhất trong clip trước đó. Cái khay gà sốt phô mai siêu to khổng lồ có nguyên quả trứng này thì lần trước mình cũng gọi rồi, vì gà đùi của món này rất ngấm sốt cho nên thích lắm. Món này thì mới lần đầu mình gọi này, kiểu gà nướng nhưng được cuốn cùng lá ken nhíp và đặc biệt là trứng cá chuồn nhá. Phần thịt to, dày miếng nhưng mà rất mềm. Cuốn cùng với chút hành này, kim chi và trứng cá chuồn rồi chấm đẫm vào cái sốt ở đây thì hết sảy. Nói chung dù là quay lại nhưng ở đây chất lượng vẫn luôn rất ổn định ý. Lần trước mình có gọi mì hải sản nhưng hôm nay thì thử mì cua xem sao. Cũng có cả trứng cá chuồn nha. Định lượng mì vẫn nhiều như vậy và đặc biệt vẫn rất quyện sốt nha. Trần đời chưa thấy cái bát salad nào mà nó nặng như thế này cả. Phần trên là rất nhiều xoài tươi còn ở dưới thì ngập rau và sốt. Mỗi lần đến Hulala vẫn luôn yên tâm về chất lượng và đặc biệt là mỗi lần lại thêm một bất ngờ mới. Chỗ này gia đình mà có trẻ con đi cũng tiện ghê ha. Vẫn luôn là duyệt nha.